Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với đại sứ Hàn Quốc và đại diện một số doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là cuộc làm việc nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc trong bối cảnh dịch COVID-19. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc vẫn đang duy trì vị thế số 1 trong số các quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Tổng số dự án Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam là khoảng 9.100 dự án và số vốn đầu tư lũy kế đạt 72 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong nửa đầu năm nay ước tính giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng riêng đầu tư Hàn Quốc lại tăng trên 43% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dòng vốn đầu tư vẫn được giữ vững. Đại sứ và đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc đã cập nhật tình hình và đưa ra đề xuất cụ thể, thẳng thắn nhằm tháo gỡ khó khăn hiện nay như xây dựng phương án để người lao động tham gia sản xuất an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm và phương án điều trị an toàn cho người lao động nếu phát sinh ca nhiễm. Vấn đề tiêm vaccine cho người lao động của các nhà máy ở các thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Việc vận tải, lưu thông hàng hóa cần được quy định và áp dụng thống nhất thủ tục hải quan thay vì các địa phương ban hành quy định như hiện nay. Tăng số lượng giấy đi đường cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, cải cách hành chính trong lĩnh vực thông quan, xuất nhập khẩu, mở rộng áp dụng dịch vụ thông minh, các hình thức quy trình xử lý trực tuyến. Lãnh đạo một số địa phương, bộ, ngành đã cơ bản giải đáp và đưa ra hướng xử lý cụ thể đối với kiến nghị, đề xuất của đại sứ và đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc. Sau khi lắng nghe những đề xuất, kiến nghị cụ thể từ phía cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cam kết sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, bởi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài là thành công của Việt Nam, mất mát, thiệt thòi của các nhà đầu tư nước ngoài cũng là mất mát, thiệt thòi của Việt Nam. Thủ tướng chia sẻ về những khó khăn của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tuy nhiên, đây chỉ là những khó khăn nhất thời trước mắt. Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, cũng như hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng các bộ ngành liên quan và Chủ tịch UBND các địa phương xử lý ngay những khó khăn vướng mắc, hướng dẫn cụ thể, thống nhất, tạo thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện phương án tổ chức sản xuất trên tinh thần sản xuất phải an toàn để sản xuất. Những gì đã làm được phải làm tốt hơn. Khi chưa có giải pháp căn cơ thì chọn giải pháp tốt nhất trong các giải pháp có thể.